Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU đã nhắm Federico Chiesa làm phương án dự phòng cho Sancho. Người thay thế De Gea được tăng lương gấp 5 lần. Solskjaer chốt luôn tương lai Pogba chỉ sau một phát biểu. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. MU xác định 5 mục tiêu hàng đầu. Theo tờ Evening Standard, Manchester United đã xác định được 5 mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở mùa hè này. Đó là Jadon Sancho của Dortmund, Jack Grealish của Aston Villa, Donny van de Beek của Ajax, Matthijs de Ligt của Juventus và Harry Kane của Tottenham. Thực tế, đây đều là những ngôi sao mà Man United đã theo đuổi song tạm gác lại để dồn toàn lực cũng như ngân sách chiêu mộ Sancho. Dù vậy, cần lưu ý rằng ba cái tên nêu trên có giá cũng không hề rẻ. Điển hình là Aston Villa, cách đây chưa lâu đã hết giá 80 triệu bảng cho Grealish, trong khi Kane chắc chắn không dễ để lôi kéo rời Tottenham, nơi chủ tịch Daniel Levy nổi tiếng là người cứng đầu. Nhìn chung, dù là ai đi nữa, thì chợ hè 2020 hứa hẹn sẽ đầy biến động và khó khăn với MU, bởi quỷ đỏ nhiều năm qua thường xuyên bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng. MU nhắm Federico Chiesa nếu mua hụt Sancho. Theo La Nación, MU đã nhắm tài năng trẻ Federico Chiesa làm phương án dự phòng nếu như thương vụ Jadon Sancho đổ vỡ. Chiesa, 22 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Fiorentina và là thành phần chủ chốt kể từ khi được đôn lên đội 1 hồi tháng 7 năm 2016. Anh đã chơi 150 trận ở cấp câu lạc bộ và 17 lần khoác áo tuyển Ý. Cũng theo nguồn tin này, MU đã đưa ra lời đề nghị 55 triệu euro, tức là cao hơn 7 triệu euro so với định giá của Transfermarkt. Đây là một mức giá rất đáng để cân nhắc. Federico Chiesa, con trai của cựu danh thủ Enrico Chiesa, có sở trường là tiền đạo phải. Tại Serie A mùa vừa rồi, anh chơi 34 trận, đóng góp công vào 19 bàn thắng của Fiorentina với 10 bàn và 9 kiến tạo. MU tăng lương cho Dean Henderson. Nhà báo Ian McGarry của Express vừa tiết lộ một thông tin quan trọng rằng MU đang thương thảo để ký một bản hợp đồng mới với thủ thành Dean Henderson. Theo đó, Henderson sẽ nhận được mức lương 60.000 bảng mỗi tuần. Con số này tuy không quá lớn nhưng vẫn gấp 5 lần mức lương hiện tại mà thủ thành sinh năm 1997 đang nhận ở Sheffield United. Dean Henderson vừa trải qua mùa giải xuất sắc cùng Sheffield với 13 trận sạch lưới, ngang David De Gea. Henderson được dự đoán có thể cạnh tranh vị trí số 1 với thủ thành người Tây Ban Nha, dù ban lãnh đạo MU có vẻ muốn anh trau dồi kinh nghiệm thêm 1 đến 2 mùa nữa. Được biết, MU sẵn sàng cho Sheffield mượn tiếp Henderson nhưng đòi họ phải trả toàn bộ lương. Hiện tại, Chelsea cũng đang nhắm Henderson để thay cho Kepa. Dortmund tung chiêu mới vụ Jadon Sancho. Sau tuyên bố chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ MU cho Jadon Sancho, Dortmund tiếp tục có động thái mới. Theo tờ Bild, Dortmund đang cố gắng thuyết phục Sancho ở lại bằng việc sẵn sàng tăng lương cho cầu thủ này. Cụ thể, lương của Sancho sẽ được tăng lên từ 5,4 triệu bảng trên một năm lên 9 triệu bảng trên một năm. Truyền thông Anh cho rằng đây là chiêu thức của Dortmund hòng khiến MU sốt ruột, sớm đưa ra đề nghị mới. Dortmund vẫn khăng khăng muốn bán Sancho với giá 108 triệu bảng. Trong khi đó, MU vẫn giữ quan điểm không để đối thủ ép giá vì số tiền trên quá cao so với cầu thủ mới 20 tuổi như Sancho, đặc biệt là trong giai đoạn tài chính các đội bóng khó khăn vì đại dịch Covid-19. Solskjaer chốt luôn tương lai Pogba chỉ sau một phát biểu. Đội chủ sân Old Trafford vừa đón nhận tin vui về ngôi sao hàng đầu của mình. Mùa giải 2019-20 từng chứng kiến nhiều biến động tại Manchester United, đặc biệt là trường hợp của tiền vệ Paul Pogba. Với chấn thương bàn chân quái ác, tuyển thủ Pháp không thể có nhiều đóng góp cho Quỷ Đỏ. Thậm chí, anh còn vướng vào hàng loạt tin đồn sẽ ra đi. Đó là thời điểm MU thi đấu bạc nhược, đồng thời phải trải qua những trận thua trước Watford hay Arsenal trên sân khách. Thế nhưng, câu chuyện đã hoàn toàn khác kể từ sau khi bóng đá tái khởi động hậu đại dịch Covid-19. Cựu sao Juventus đã cho thấy bộ mặt thăng hoa bên cạnh Bruno Fernandes. Và khi nửa đỏ thành Manchester chính thức giành vé dự Champions League mùa tới, vị trí của chân truyền sinh năm 1993 lại càng được đảm bảo. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng chia sẻ thẳng thắn về chuyện đi ở của cậu học trò. Những gì cậu ấy nói đều đã được thổ lộ từ trước. Việc cậu ta trở lại sau chấn thương đã là một niềm vui. Bao tập luyện chăm chỉ, cảm thấy hạnh phúc và đang thi đấu tốt. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ được chứng kiến những gì hay nhất từ Bao trong vài mùa tới. Tôi mong cậu ta sẽ cùng câu lạc bộ đi lên. Bao phải là một trong những thủ lĩnh, là một nhân vật chủ chốt, bởi lẽ cậu ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao với độ tuổi 27. Trang Mirror dẫn lời chiến lược gia người Na Uy. Pogba mới muốn rời MU. Hè 2017, Alio Traoré cập bến MU từ PSG.
Được mệnh danh là Pogba mới, Traoré đã có những bước tiến đáng kể trong màu áo đội trẻ MU. Cầu thủ 19 tuổi này đã ghi được 4 bàn thắng trong 14 trận đấu cho U23 MU mùa này, giúp đội bóng được thắng hạng lên đá ở giải Premier League 2. Nhưng lúc phong độ thăng hoa cũng là lúc Traoré muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Chia sẻ với đài AMC Sport, cầu thủ này công khai ý định rời MU. Tôi muốn bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Tôi từng hy vọng có thể làm điều đó tại Manchester và nếu không thể, tại sao tôi không tìm kiếm một nơi khác? Tôi sẽ ra đi nếu tìm được cơ hội chơi bóng cho đội hình chính. Tôi sẽ không rời MU nếu như ở nơi khác không cho tôi cơ hội đó. Roma chưa từng bỏ Smalling. Tờ Metro đưa tin Roma đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị mới dành cho MU trong nỗ lực hỏi mua Chris Smalling. Trung vệ người Anh đã buộc phải trở lại Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Roma. Đội bóng thủ đô Italia muốn mua đứt cầu thủ này sau màn thể hiện ấn tượng ở mùa giải 2019-20. Pirlo được bổ nhiệm dẫn dắt Juventus thay cho Sarri. Chỉ sau 9 ngày khi được phân công dẫn dắt U23 Juventus, Andrea Pirlo đã được bổ nhiệm dẫn dắt đội 1 Juventus thay cho huấn luyện viên Mauricio Sarri, người vừa bị sa thải trước đó. Juventus đã quyết định sa thải Sarri sau khi câu lạc bộ phải dừng bước ở 1/800 league. Có rất nhiều thông tin cho rằng Zinedine Zidane sẽ là người thay thế Sarri dẫn dắt Juventus mùa bóng tới. Tuy nhiên, theo Sky Sport Italia, Andrea Pirlo mới là người được lựa chọn cuối cùng. Cụ thể, tờ báo thể thao Ý khẳng định rằng chủ tịch Andrea Allegri đã quyết định chọn Pirlo dẫn dắt đội 1 Juventus. Quyết định này dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa ông chủ của Juventus và cựu danh thủ của bóng đá Ý. Trước đó 9 ngày, Allegri đã bổ nhiệm Pirlo dẫn dắt đội U23 Juventus. Tuy nhiên, với việc Sarri phải ra đi, Allegri đã đi đến quyết định táo bạo khi đơn Pirlo lên dẫn dắt đội 1 của Juventus. Theo Sky Sport Italia, những thảo luận về đàm phán hợp đồng giữa Pirlo với ban lãnh đạo Juventus đã được hoàn tất và sẽ được chính thức thông báo trong thời gian sớm nhất. Khi còn là cầu thủ, Pirlo đã chơi hơn 100 trận trong màu áo Juventus kể từ khi cựu cầu thủ 41 tuổi chuyển từ Milan sang hồi năm 2011. Pirlo là một mẫu cầu thủ lãng tử, một ông chủ thực sự ở tuyến giữa. Ông được biết đến với câu nói nổi tiếng, tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng. Việc bổ nhiệm Pirlo cho thấy Juventus tiếp tục hướng đến kế hoạch dài hơn, với mục đích cuối cùng là phải giành Champions League, danh hiệu đã 24 năm qua, đội bóng hay nhất Italia vẫn chưa thể với tới. Hàng thủ Chelsea siêu tệ, Lampard cầu cứu sao Hoàng. Sau trận thua thảm trước Bayern Munich, huấn luyện viên Lampard cầu cứu sao Hoàng Roman Abramovich để cải thiện hàng thủ như mơ ngủ của mình. Đúng như dự đoán của nhiều người, Chelsea đã không thể tạo nên điều thần kỳ trước Bayern Munich tại Allianz Arena khi thiếu nửa đội hình chính. Thậm chí, thầy trò Lampard còn phải nhận thêm 4 bàn thua và tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 7-1 nghiêng về đại diện của Đức. Trả lời phỏng vấn sau thất bại nặng nề này, huấn luyện viên Frank Lampard thừa nhận việc thiếu hụt nhân sự và không có ngôi sao nào đủ lớn để gánh vác vào nguyên nhân thất bại của Chelsea. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, tôi biết đây không phải là chuẩn mực của Chelsea. Trong khoảng 20 năm qua, chúng tôi đã có những cầu thủ xuất sắc như Hazard, Costa, Zeck, Terry hay De Rogba. Chelsea luôn là ứng cử viên cho chức vô địch và không ít lần lọt tới bán kết, chung kết Champions League. Tuy nhiên, điều đó nằm ngoài tầm với của chúng tôi vào lúc này. Mùa giải này, chúng tôi mất Eden Hazard và chưa có sự thay thế xứng đáng. Tôi biết vị trí thứ tư chưa bao giờ thỏa mãn người hâm mộ. Bây giờ là lúc chúng tôi ngồi lại và xem xét đội bóng cần bổ sung những gì. Đội ngũ tuyển dụng đã bắt tay vào công việc và tôi tin mọi chuyện sẽ được cải thiện sớm. Chelsea là đội bóng đi đầu trong việc chiêu mộ cầu thủ khi đã có trong tay hai bản hợp đồng từ rất sớm là Hakim Ziyech và Timo Werner. Tuy nhiên, lời phát biểu của Lampard cho thấy ông đang muốn câu lạc bộ chi nhiều tiền hơn nữa để cải thiện đội hình. Đó có thể coi là lời kêu cứu của ông thầy người Anh tới sao Hoàng Abramovich. Lampard cũng tiết lộ thêm rằng ông đã biết Chelsea cần cải thiện những vị trí nào và đang bàn bạc cùng đội ngũ tuyển trạch viên. Thực tế, chẳng cần là nhà chuyên môn cũng biết Chelsea đang cần gì lúc này. Đó là cải thiện hàng hậu vệ, đặc biệt là vị trí trung vệ. The Blues đã để thua tới 79 bàn trên 55 trận của mùa giải 2019-20, tức là thủng lưới trung bình 1,44 bàn trên một trận. Thành tích tệ nhất của họ trong 29 năm qua. Tổng tỷ số 1-7 cũng là trận thua có cách biệt lớn nhất của Chelsea tại vòng loại trực tiếp của Champions League. Những trung vệ hiện tại của Chelsea như Roma, Rüdiger hay Christensen đều thi đấu phập phù và thường xuyên mắc sai lầm. Bởi vậy, thật khó để những đồng đội ở phía trên khi cứ phải lo cho hàng thủ ở phía sau. Lampard cũng thừa nhận điều này trong buổi phỏng vấn. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi cơ bản dẫn đến bàn thua. Ở trình độ này, bạn không được phép mắc sai lầm như vậy bởi điều đó sẽ kết thúc hành trình của bạn. Tôi biết Chelsea còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Leverkusen cảnh báo Chelsea vụ Kai Havertz.
Chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport, giám đốc thể thao Bayer Leverkusen Rudi Völler thừa nhận rằng Chelsea thực sự rất quan tâm đến Kai Havertz. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đội bóng của mình chắc chắn không giảm giá ngôi sao vì Covid-19 và chỉ bán người khi nhận được đủ số tiền mong muốn. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, The Blues sẽ ngồi lại với đại diện Bundesliga với hy vọng chốt được mức giá 80 triệu euro cho tiền vệ người Đức. Nếu anh ở lại Bayer Arena đến hè 2021, Bayern Munich có thể vào cuộc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!